Xin chào và cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube chính thức của Diễn đàn Trader Việt. Đây là một cái kênh để cho chúng ta có thể chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực trading cho cộng đồng Trader Việt Nam. Và mình là Tùng Anh. Trong cái clip của tuần này thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu về cái chủ đề phân tích kỹ thuật ha. Và cụ thể ở đây đó là một cái hệ thống giao dịch giúp chúng ta có thể là bắt những con sóng ngắn dựa trên hai cái công cụ chính, đó là stochastic và mô hình nến. Rồi, cái phần đầu tiên vẫn như thường lệ là cái cảnh báo rủi ro. Mọi người lưu ý những cái cảnh báo này ha. Rồi, đầu tiên mình sẽ giới thiệu sơ lược một chút về cái hệ thống này. Đây là một cái hệ thống dành cho những anh em day trading ha, tức là giao dịch trong ngày á, bắt những cái con sóng nó ngắn hạn thôi. Cái công cụ mà chúng ta phân tích thì nó của cái hệ thống này nó khá là đầy đủ ha. Đầu tiên đó là nó kết hợp cái việc phân tích đa khung, và cụ thể đây là cái khung D1 và M15 ha. Rồi nó có sử dụng chỉ báo stochastic để phân tích động lượng của giá ha. Và cuối cùng là có sử dụng cả hành động giá Braxton ha, để tìm kiếm những cái mô hình nến, làm những cái tín hiệu kích hoạt để cho chúng ta vào lệnh đó. Thì nó một cái hệ thống như vậy là nó tương đối là đầy đủ những cái công cụ phân tích ha. Rồi, đối với cái chỉ báo stochastic này thì mọi người lưu ý là chúng ta sẽ sử dụng cái thông số là với chu kỳ 14 ha, và DK lần lượt là 3 và 1 đó. Thì chúng ta sẽ thiết lập cái thông số này cho cái chỉ báo stochastic của chúng ta. Rồi, cái mấu chốt của cái hệ thống này đó là chúng ta sẽ đi theo cái động lượng chính ở cái khung thời gian lớn ha. Rồi, mình sẽ không giải thích sâu thêm về cái chỉ báo stochastic, mà mình chỉ lưu ý cho chúng ta là đó là chúng ta sẽ sử dụng hai cái mức tham chiếu là quá mua quá bán ha, với cái mức quá bán là 20 và quá mua là 80 đó. Đó, thì chúng ta sẽ lưu ý hai cái mức này. Đó, khi mà chúng ta thiết lập thì chỉ báo stochastic xong á, thì nó sẽ có cái thông số như thế này ha, 14-33 đó. Thì nó bao gồm một cái đường nhanh màu xanh và một cái đường chậm màu đỏ đó. Thì cái đường nhanh nó sẽ đóng vai trò là cái đường tín hiệu giao cắt với cái đường màu đỏ là cái đường chậm đó. Rồi, đây là những cái điều mà chúng ta cần phải nắm ở cái chỉ báo stochastic này trong cái hệ thống này. Rồi, cái quy trình phân tích vào lệnh của chúng ta thì gồm những cái bước như sau ha. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ kiểm tra động lượng trên khung daily xem nó đang như thế nào, tăng hay giảm ha. Thứ hai đó là chúng ta sẽ di chuyển xuống cái khung M15 để xem là cái động lượng ở khung M15 nó có trùng khớp với cái động lượng của khung daily hay không đó. Thì nếu như mà có dấu hiệu là nó đi theo cái động lượng ở khung daily thì chúng ta mới cân nhắc tìm kiếm tín hiệu kích hoạt. Thì cái việc tìm kiếm tín hiệu kích hoạt thông qua những cái mô hình nến đó là cái bước số 3 ha. Và khi mà thỏa mãn tất cả những cái điều kiện này rồi thì chúng ta sẽ đo cái tỷ lệ risk reward mong muốn và sẽ quyết định xem là cái thiết lập này nó có đẹp hay không, nó có tốt hay không để cho chúng ta có thể là cân nhắc vào lệnh. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn mọi người kiểm tra cái động lượng đa khung thời gian ha. Rồi, trước tiên là trên khung daily, trên khung daily đó thì chúng ta sẽ quan sát chỉ báo stochastic. Đối với lệnh mua thì chúng ta sẽ tìm kiếm những cái khu vực mà stochastic đi vào cái vùng quá bán ha, quá bán oversold đó. Thì chúng ta sẽ tìm kiếm những cái tín hiệu đường nhanh, tức là cái đường màu xanh đó, ha, giao cắt lên trên đó, từ dưới cắt lên trên cái đường chậm đó, đó là tạo ra một cái tín hiệu động lượng, đó là tăng giá. Tuy nhiên là stochastic vẫn có thể ở trong cái khu vực quá bán này một thời gian đó, do đó là chúng ta nên chờ đợi cho đến khi nếu như mà xuất hiện những cái động thái không rõ ràng như thế này á, thì chúng ta có thể chờ đợi cho đến khi là cái đường tín hiệu đó màu xanh này nè nó thoát khỏi cái vùng quá bán này, tức là vượt lên trên mức 20 á,
Đó. Tuy nhiên một lát nữa sẽ có một cái điều kiện khi mà nó vượt ha, thì mình sẽ nói sau. Đối với cái lệnh bán á, thì chúng ta cũng sẽ làm ngược lại. Đó. Thì cái đường tín hiệu nó sẽ từ phía trên cắt xuống phía dưới ha, trong cái khu vực overbought chứ là khu vực quá mua. Đó. Và trong cái trường hợp nếu như mà cái đường tín hiệu này nó thoát khỏi cái vùng quá mua quá bán á, thì mọi người lưu ý cho mình cái mức 50 ha, mức 50 đó. Thì cái đường tín hiệu này không được phép vượt mức 50 ha. Nếu như mà vượt mức 50 thì xem như là chúng ta bỏ cái tín hiệu này đi ha, chúng ta không có tìm kiếm tiếp tục những cái bước tiếp theo nữa. Rồi đối với khung M15 thì sao? Thì cái quy tắc nó cũng tương tự ha. Tuy nhiên ở đây là chúng ta sẽ không xét ở trong cái không xét tín hiệu ở trong cái vùng quá mua quá bán nữa, mà chúng ta phải xét nó là nó sẽ thoát khỏi cái vùng quá mua bán hay chưa. Cụ thể đối với lệnh mua vào thì cái đường tín hiệu ha, đường màu xanh á, thì nó phải vượt lên trên mức 20 đó. Tất nhiên khi mà nó vượt lên trên từ cái vùng dưới 20, nó vượt lên trên mức 20 á, thì nó đã coi như là cắt lên trên cái đường màu đỏ rồi ha. Và tương tự đối với lệnh bán á, thì chúng ta sẽ chờ đợi cho đến khi là cái đường signal đường màu xanh nó thoát khỏi cái vùng quá mua ha, tức là giảm xuống phía dưới cái mức 80, được chưa? Đó. Nhìn chung là chúng ta phải thấy được cái sự đồng bộ của cái động lượng, cụ thể là từ chỉ báo stochastic ở trên cả khung daily với M15. Ví dụ trong lệnh mua thì cả hai nó đều phải từ dưới cắt lên trên ha, từ dưới cắt lên trên đó, và ngược lại cho cái trường hợp bán. Rồi, đó là hai cái bước đầu tiên. Cái bước mà chúng ta cần làm tiếp theo đó là tìm kiếm những cái tín hiệu kích hoạt, và cụ thể ở đây đó là những cái mô hình nến ha. Chúng ta sẽ có hai cái mô hình sử dụng, đó là mô hình swing low mà chúng ta đang thấy ở đây ha. Nó gồm ba cái thanh nến như thế này ha. Đó. Một cái thanh nến đầu tiên nè, một thanh nến thứ hai thì nó có cái mức thấp hơn ha, mức thấp hơn so với cái thanh nến đầu. Và thanh nến số 3 đó là nó phá lên trên đó, và nó phá cái điểm cao của cái mô hình này đó, nó phá cái điểm cao nhất của cái mô hình nến đầu tiên đó. Thì đây là một cái mô hình swing low ha. Còn cái mô hình swing 2 thì chúng ta ngược lại đó, nó phá cái điểm thấp nhất của cái nến đầu tiên. Và cái mô hình này nó sẽ hiệu quả hơn khi mà chúng ta thấy được cái mô hình nến ở giữa là những cái mô hình tạo ra những cái tín hiệu bullish hoặc bearish. Ví dụ như ở đây là bullish spin bar này, ở đây là bearish spin bar. Thì khi đó cái mẫu hình nến swing low với swing high này nó hiệu quả hơn. Và cái bước mà chúng ta quyết định cho chúng ta là có vào lệnh hay không thì đó là khi nó phá cái đỉnh của cái mô hình swing low chúng ta mua vào ha, và phá cái đáy của cái mô hình swing high thì chúng ta bán ra đó. Được chưa? Rồi tóm lại cái quy tắc giao dịch của chúng ta là như sau. Đầu tiên đối với lệnh mua thì trên daily cái đường stochastic nhanh phải cắt lên trên đường stochastic chậm trong khu vực trong khu vực oversold, tức là khu vực quá bán ha. Và tốt hơn là nó sẽ từ cái khu vực quá bán này và vượt lên trên mức 20. Trên khung M15 á, thì cái đường stop nhanh nó phải cắt lên trên đường stop chậm và thoát khỏi cái vùng quá bán. Rồi giá phá lên trên cái mô hình swing low đóng vai trò là cái điểm kích hoạt. Với cái lệnh bán á, thì chúng ta tư duy ngược lại ha. Dừng lỗ thì chúng ta sẽ dừng lỗ tại cái đỉnh đáy của mô hình. Tuy nhiên là chúng ta nhớ cộng thêm một cái biên độ dao động ha. Biên độ dao động ví dụ như khoảng vài pip để cho chúng ta có thể tránh được những cái đợt biến động quét stop loss. Chốt lãi thì khuyến nghị mọi người nên sử dụng cái tỷ lệ risk reward là 1:2 hoặc là căn cứ vào
cái mức kháng cự hỗ trợ lân cận. Tuy nhiên nếu như mà cái mức risk reward này nó không đủ 1-2 thì chúng ta nên bỏ qua và tìm một cái setup mới ha. Rồi cuối cùng mình sẽ đưa ra chúng ta một cái ví dụ. Rồi đầu tiên đó là chúng ta sẽ quan sát cái động lượng ở trên khung daily ha. Ở đây là chúng ta có cặp Uzi. Đó, thì chúng ta thấy là sau khi mà nó giảm vào cái vùng qua bán thì chúng ta thấy là bắt đầu có tín hiệu cái thằng đường nhanh nó cắt từ phía dưới cắt lên trên cái đường chậm rồi ha. Đó, đây là cái tín hiệu đầu tiên. Rồi trên cái khung M15 á, thì chúng ta thấy cái điều gì? Đó, chúng ta cũng có cái tín hiệu cái đường signal là nó cắt lên trên cái đường chậm rồi ha, cái đường nhanh nó cắt lên trên đường chậm và nó thoát khỏi cái khu vực quá bán, tức là vượt lên trên mức 20 rồi ha. Đây là cái tín hiệu số 2. Rồi trên chart giá thì chúng ta cũng thấy được một cái bộ swing low khá là đẹp. Ở đây mình phóng to ra cho mọi người dễ nhìn ha. Đó. Đó, thì chúng ta sẽ vào lệnh khi mà giá nó phá cái đỉnh của cái swing low này, đó, tương ứng tại cái vùng giá này. Đó, và stop loss chúng ta đặt ở phía dưới này. Đó. Risk reward thì có thể là 1-2 căn cứ vào cái vùng kháng cự hỗ trợ trên này ha. Đó, thì đây là một cái setup tiêu biểu cho cái hệ thống cho cái quy tắc giao dịch mà chúng ta vừa được học. Rồi cuối cùng những cái lưu ý quan trọng để chúng ta có thể sử dụng cái hệ thống này nó hiệu quả hơn. Đầu tiên đó là chúng ta phải tuân thủ quản lý vốn. Mình luôn luôn nhắc lại cái vấn đề này ha. Thứ hai đó là chúng ta chỉ nên giao dịch những cái cặp tiền chính. Tại vì sao? Tại vì đây là một cái chiến lược day trading cho nên là cái mức spread mà chúng ta phải trả nó khá là cao. Do đó nếu như chúng ta chọn những cái cặp giao dịch nó có cái thanh khoản cao á, thì cái mức phí giao dịch của chúng ta nó sẽ thấp hơn. À. Và cuối cùng đó là chúng ta nên tìm kiếm những cái thiết lập tại những cái vùng giá trị, vùng giá trị hay nói cách khác là những cái vùng kháng cự hỗ trợ quan trọng. Quay trở lại cái ví dụ lúc nãy ha, thì ở đây mình chỉ nói đến cái việc là trên khung daily stochastic nó cho ra cái tín hiệu, nhưng mà mọi người nếu mà phân tích thêm thì chúng ta có thể để ý là sau khi mà nó breakout thành công cái vùng kháng cự này thì đây là một cái cú retest ha, cú retest cái vùng vừa bị phá này đó, và cái tín hiệu mà nó tạo ra cái vùng này thì khá là đẹp đó, thì chúng ta có thể là cân nhắc cái việc mà đi theo cái động lượng giá bật lên trong cái tình huống này. Rồi cái clip tuần này chia sẻ cho mọi người về cái hệ thống giao dịch dựa trên mô hình nến và stochastic cho những anh em theo cái phương pháp day trading thì xin được tạm dừng tại đây. Nếu mọi người thấy clip hay thì nhớ nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của Trader Việt. Mình là Tùng Anh, xin chào và hẹn lại trong những clip lần tới.